Ngày 6 tháng 7 tại xã Trường Khương, huyện Sông Mã đã ra mắt mô hình điểm chính quyền thân thiện. Tới dự có đồng chí Lưu Minh Quân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Mô hình chính quyền thân thiện tại xã Trường Khương, huyện Sông Mã được triển khai xây dựng từ tháng 5 năm 2023. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Trường Khương đã được đầu tư hơn 500 triệu đồng để xây mới toàn bộ phòng tiếp công dân, hệ thống trang thiết bị phục vụ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ và nhân dân tra cứu các thủ tục hành chính, đánh giá sự hài lòng. Thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, các cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, tạo tài khoản dịch vụ công cá nhân, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR, cài đặt VNEID kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với khẩu hiệu 4 xin 4 luôn 50, mô hình chính quyền thân thiện hướng tới loại bỏ những rào cản giữa chính quyền với nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng thuận tiện đến tận tay người dân để nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình. Qua đó, nhận được sự ủng hộ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.